hôm nay một ngày may mắn của mình câu được 5 con cá luôn nè. Dạ thì đi về nhà nướng ăn thôi. Ơi, cái công đức của ta đứa nào nó ấy mà bán vậy à, bây giờ cái tiệm của ta nó ấy quá trời luôn rồi. Trời, con này nó bị cái gì vậy ta? Ủa, mày là cái hàng gình gình và ăn cắp công đức của tao sao? Công tất vậy chứ, không kém cái gì. Mày đừng có mà giả điên, tao biết hết rồi. Công thức gọi là chế tạo lọ nước đá xay của tao. Đó, thì ảnh tao làm, ông đừng có tào lao nha. Nhưng mà ông có camera không? Xem lại camera đi chứ. Đương nhiên là có rồi, bây giờ ngươi vào trong ngươi coi camera tìm ra người nó lấy công đức của tao đây. Trời ơi, cái tên này giờ mình không kiếm chứ mà ổng lại đổi thừa mình đó. Đâu cái xem camera thử coi các bạn ơi. Đâu cái máy xem camera đâu, đưa đây đây. Đây nè, cái máy đây nè. Rồi, đâu để mình xem thử coi ai là người ăn cắp công thức của ổng à. Để xem thử coi. Mình lên xem camera rồi tối hôm qua nè các bạn ơi. Ý, ủa, có con DVD kìa. Ui, nhìn nó vô, nhìn nó vô. Ủa, nó làm gì vào giờ này vậy? Nó đột nhập vô cái tiệm gà rác. Ý, bản công thức kìa, mình thấy bản công thức rồi. Ê, hình như nó lấy rồi các bạn ơi. Ồ, thì ra đây, mình thoát ra đây này. Sao rồi, cái tiệm mới được thủ phạm chưa? Biết rồi, là mấy con GPD á. Nó lấy đồ của người á. Nó là con gì vậy, ta không biết con đó. Nó là cái con mà cái đầu của nó là cái đầu người. Còn cái thân dưới là cái thân của cái bồ cầu á, người biết không ạ? Hả? Là sao? Ở đâu ra một cái con gì kỳ lạ vậy? Tiệm là con nó lấy công thức của ngươi, giờ ngươi đi kiếm nó thì ngươi lấy lại nha, giờ ta đi về đây. Từ từ, bình tĩnh, đừng có đi. Ôi ơi, mau giúp cho ta đi, mau kiếm cho ta lại đi, ta hứa ta không có làm chuyện đó nữa đâu. Chuyện gì chứ, ơi, kiếm lại công thức người cứ pha chứ người thôi, mi mấy người tốt sao, ơi, mơ đi, mơ đi. Ôi, đi về, con này nó lại nhảy hoài à, thôi đi về các bạn ơi. Ôi, đi về các bạn ơi, về nhà nướng mấy con cá lên ăn thế nào. Ôi, ta nghe nói con người, các người thích sô-cô-la đó đúng không? Ôi, ngươi làm cái gì vậy, ơi, nhà của mình, nó cưới sô-cô-la lên kìa. Cái con kia. Trời ơi là trời, cái nhà của mình ngươi bị điên à. Thôi ơi, hãy làm ơn giúp cho ta đi mà. Làm ơn đi, làm ơn đi. Ta đang nghỉ đó. Còn lâu, ngươi mà giúp bây giờ ngươi. Rồi công giúp sao được rồi, ngươi đợi đó. Trời ơi, cái tên này mình mà giúp nó lại cầm cái gì ta gọi là cái nước gì của nó nữa, nó đi thôi mi người trong làng mình đó. Mà lắm, trời ơi, giờ nó cứ tưới xong con lạc ấp nhà mình, giờ phải đi dọn dẹp nữa nè, bật mình tè. Trời ơi, giờ mình phải đi dùng cái miếng này để dọn dẹp nữa mày ơi. Trời ơi, đổ đầy xong con la nhà mình luôn. Chạy bệnh hả chị kìa. Hắn thầy đứng đâu la như vậy. Trời ơi, không với ta, họ ta sẽ bắt lên làng của người đó. Ê, cái gì? Ở làng nè. Cái gì cái tên đó? Trời ơi, bật mình quá, mình phải chạy ra giữa làng mình xem như thế nào nữa mày ơi. Nó bắt người trong làng kìa. Bây giờ mày có mau gọi là giúp cho tao tìm được lại công thức không? Không thôi là tao sẽ lắc những đứa trong làng của mày xây nước ép đó. Cái gì đâu trời ơi, ai vậy ơi? Trời ơi, anh bây ơi, giờ mình mày lựa chọn đây. Trời ơi, giờ phải giúp cái tên này nữa các bạn ơi, mệt quá à. Được rồi, tao sẽ giúp cho ngươi. Nhưng mà nói trước á, là ngươi không có được quậy gì nha. À đâu có quậy gì đâu, đó giờ ta hiền khô à. Hiền khô thì ngươi dám dùng cái nước kia thôi, mấy người trong làng ta chưa trả thù vì mày lắm rồi đó. Giờ mình phải đi kiếm anh TV Man để hỏi chuyện mới được. Ở nè đi theo ta nè cái con kia. Trời ơi, hướng nào vậy, hướng nào vậy? Bên này. Ui, được rồi, ta đang đi theo ngươi nè. Tất cả mọi người nghe tôi nói đây, chúng ta sẽ cùng nhau gọi là đánh chiếm lại bọn kia, tất cả mọi người tập hợp nha. Ui, có chuyện gì vậy TV Man? Ủa, sao tập hợp vậy TV Man vậy? Ủa gì vậy? Ờ, cái con gì? Chính các ngươi là kẻ đã lấy những gọi là công thức của ta sao? Ông phải không, ông bị điên á, ta nói là cái bồn cầu mà. Bồn cầu là đứa nào nữa? Thì cái bên tên bồn cầu là tên lấy công thức của ngươi, còn cái tên này không phải. Thì ra anh bạn là cái người mà bị lấy công thức à? Đúng rồi. Mà sao anh tập hợp nhiều người dữ vậy? Tại vì anh nghe nói là hình như là bọn Skibidi đang cố gắng chế tạo ra một cái chất gì đó để làm cho con người bị u mê á. Mà người anh em này cũng bị mất cái công thức nước gì đúng không? Đúng vậy, tôi đã bị mất rồi. Mình hiểu rồi, bọn Skibidi đó vậy. Nó định lấy công thức của cái tên này, tên màu tím này để về pha chế các bạn ơi. Nhưng mà là thôi miên với người khác á. Ôi, nghe cũng ghê đó chứ. Vậy thì chúng ta cần phải tấn công vào an ổn bọn chúng. Anh có địa điểm chứ vậy? Anh có địa điểm rồi, đi theo anh. Dạ
Vậy anh, ê nhưng mà khoan, nhưng mà chúng ta còn yếu lắm. Giờ mà tấn công bọn chúng là chúng ta có thể bị thua. Hay làm vậy phòng... giờ tụi mình phải làm gì bây giờ? Dạ phòng thí nghiệm của em đi, em sẽ kết hợp hai người vô với nhau để có một nguồn sức mạnh mới mạnh hơn. Ok được rồi, đi thôi. Okay, đi, 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 đi. Tới này rồi, mọi người chui vô một cái chỗ vô kìa. Để mình lấy ID của hai người đi. Gọi là kết hợp với nhau để không biết ra được hình dạng gì ông ta. Rồi 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 rồi, cái này nó lấy ID. Cánh cổng của đen bắt đầu mở ra lại kìa. Thôi không biết trận này kết hợp vô có thành công không ta. Nhanh lên nhanh lên nhanh lên rồi chú, ra đây đi, ra đi nào, ra đi nào. Ôi ôi trời, cái gì sự kết hợp của TV Man với Remote á. Wow, ôi nhưng mà cái đầu của con này nó đổi thành nguyên một cái TV mà còn có lông không kìa các bạn ơi, nhìn thấy ghê quá à. Trời, TV đầy lông luôn này. Thôi đi, thôi tới căn cứ bọn chúng rồi, nhanh lên. Được rồi, mau lấy lại công thức cho ta. Được rồi, đi nhanh lên nè. Đúng chỗ này không vậy? Đúng rồi, những thông tin mà TV Man đã cung cấp với ta là nó ở chỗ này đó. Đi thôi, vô bên trong thôi, vô bên trong thôi. Đi vô này, đi vô nè. Ôi. Được rồi, đi ơi, đó kìa. Ôi, ôi, chết rồi. Mạnh dưới trời. Ôi, mình né đi xa xạo đi. Ôi, con bên này nè. Chết rồi. Ôi, còn một con nữa kìa, con kìa. Đúng vị trí nè, mày ơi. Còn chỉ mới đi kìa. Ôi, đi vô thôi, đi vô thôi. Ôi, căn cứ nghiêm cứu rồi. Cái gì đó? Đó là tiếng gì vậy? Ôi, con chầm kìa. Cái người tự nhiên làm gì hả? Người là cái tên nó ăn cắp công thức của ta sao? Ôi, nó to dữ vậy. Không phải thì sao? Ta sẽ tiêu diệt nhà ngươi luôn. Cái tên đáng ghét này dám đụng vô công thức của ta. Trời ơi, trời ơi, nó to quá, nó to quá. Bây giờ, ta sẽ cho ngươi chơi. Cái gì? Cái gì khổng lồ luôn vậy? Trời ơi, hai tay tình lại đánh nhau rồi. Trời ơi, to, to dữ vậy. Ui, ui, đánh nhau tiếp rồi kìa. Ui, 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 các bạn thấy ghê chưa? Trời ơi, siêu khổng lồ tấn công nhau kìa. Ây cha. Ui, đúng rồi, đúng rồi. Chết nè. Ui, nó bắn lại chiếc tà lơ kìa. Ui, mạnh quá vậy. Ui, tao đang làm cái gì kìa. Ui. Ây cha, chết nè. Ui, ui, tao chỉ bay lên trời kìa. Ui, kiếm cách, ui, 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 mình né lên xíu mày ơi. Ui, trời, chiêu tấn công vậy. Ui, dám né ta sao? Ôi Né luôn. Ôi, mạnh quá vậy. Mày né ra. Né ôi trời, nấp mày ơi. Ôi, bọn này nó to quá à. À, chị ơi, mẹ mau đi lấy công thức đi. Ở bên cái dưới tầng hầm đó. Cái gì, chị lấy công thức dưới cái tầng hầm á, đưa ai đó mình. Giờ phải đi lấy thôi, để cho ai này đánh nhau đi. Còn lâu đâu cho cái người lấy. Ôi mà không cho người đi đâu, nói ủ ta là người nè. Ôi, chịu khác các bạn ơi, chịu khác thôi. Trời ơi, giờ mình phải đi vô trong đây lấy công thức của cho giùm tên kia nữa. Ý, ở đây có cái cờ lên nè, cầm thủ đó bạn ơi. Ui, bên trong đây có mấy con này đó. À, mày vô đây, trả công thức này á. Chó đi nè. Ôi, đóng vậy. Ôi, cho mày chơi nè. Lì nè, mấy bọn bồn cầu, giỏi bồn cầu hết nè. Chết đi. Ôi, trời, thôi được rồi. Hai con còn con bên trong nè, tiêu diệt luôn. Bọn bay giấu công thức ở đâu vậy? Ôi, chết đi. Ui, được rồi. Bọn nó giấu công thức ở đâu rồi ta? Ý, còn thêm một con nữa nè. Mày lì nè. Chết đi. Nó đây là khu vực nghiên cứu đúng không? Nó giấu công thức ở đâu vậy ta? Ui, hình như mình thấy rồi kìa. Bên trong đó các bạn ơi. Bên trong đó. Ôi, đây rồi. Công thức đi rồi. Ôi, hình như đang pha chế trong này nè bạn. Lấy được rồi nè. Mình lấy được công thức rồi. Ui, cái gì báo động vậy? Ôi, bọn nó ngoài kia đông vậy. Ui, đông quá. Bọn nó canh mình ở ngoài đó rồi kìa. Ui, báo động lên cái giờ bọn nó tập trung đây quá trời luôn. Bây giờ phải làm sao có đường nào khác không? Trời, đường này nó bao bọc hết trơn rồi. Ui, giờ phải liều chạy mẹ ra thôi. Ôi, đông quá. À, trời ơi, bọn này đông quá vậy. Chạy đó mày ơi. Chạy ra ngoài đó, vụ đó chạy ra ngoài. Đi rồi. Điều ơi, còn thêm mấy con ngoài này nữa vậy. Mày lì nè. Ui, tao, bỏ chạy đó mày ơi, mình chịu hết nỗi đóng này đông quá à. Trời ơi, muốn lắc mình luôn á. Ơi, đi xuống, trời ơi, đóng dưới đông quá. Ai ơi, là cái quái gì mà người châu bò quá trời. Ơi, tôi lấy được công thức rồi nè. Ui, chạy thôi. Chạy thôi, con này hắn ta mạnh quá. Ui, đúng rồi, mình cái đường ra bên đây nè mày ơi. Chạy nhanh thôi, mình lấy được công thức rồi. Ui, coi chừng tao đó kìa. Nhanh lên ơi. Ôi, lấy công thức à. Ôi, ây da, nó đang tấn công mình kìa. Chạy qua phía này nè mày ơi. Nhà ngươi đâu rồi? Nó không thấy mình rồi. Nhà ngươi đâu rồi?
nó không thấy mình nữa rồi. Ê, chạy qua phía bên này mới được, không biết thấy được chưa nữa. Rồi, rồi đúng rồi, ngươi lấy được công thức cho ta chưa? Rồi đây nè, công thức của ngươi nè, mệt quá. Yeah. Vậy cuối cùng là cũng đã có công thức rồi. Trời, công thức của ổng mà ổng không nhớ nữa thôi. Đi về làng tới bạn ơi. Các bạn đi coi, có bạn nào biết Remix làm cách nào có thể thơm yên được làng xin tối chưa? Nếu như chưa biết thì bấm qua video bên cạnh của mình nha. Giờ thì mình sẽ đi qua bên đó đây.